giờ đây cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ có chuyện gì là gì ạ? Là nói rằng không có chuyện gì là không thể. Nhưng tuy nhiên rằng nếu chúng ta có những cái giải pháp đặc biệt nào đó dành riêng cho bản thân cũng như gia đình của mình, bao giờ nó cũng tốt hơn rất nhiều. Vâng, và kính thưa toàn thể các quý vị khách quý, thì nhắc về bảo hiểm nhân thọ, trong buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đối với toàn thể các quý vị về một dòng sản phẩm đặc biệt với từ bảo hiểm nhân thọ. Và tôi mong muốn rằng đối với toàn thể các quý vị của chúng ta đang có mặt tại hội trường ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành ra một khoảng thời gian ngắn thôi, một khoảng thời gian khoảng tầm 20 phút để có thể lắng nghe một vài chia sẻ tới từ bảo hiểm nhân thọ. Và biết đâu với cái nội dung chia sẻ này sẽ giúp ích được toàn thể các quý vị của chúng ta trên hành trình xây dựng cuộc sống gia đình của chúng ta hoàn toàn bình an và hạnh phúc. Vâng ạ, và kính thưa toàn thể các quý vị khách quý, đầu tiên thì chúng tôi chỉ xin quý vị khoảng tầm 20 phút. Tôi thấy rằng quý vị, vâng ạ, thưa toàn thể các quý vị khách quý, thì tới trong chương trình ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đối với toàn thể các quý vị về một dòng giải pháp đặc biệt tới từ bảo hiểm nhân thọ ngày hôm nay. Và trước khi đến với nội dung này thì tôi xin tự giới thiệu đôi nét về bản thân của mình để giúp trong suốt khuôn quá trình của chúng ta, chương trình được diễn ra hay sau này, khi mà các quý vị khách hàng của chúng ta đã là những khách hàng thân thiết của bảo hiểm nhân thọ thì chúng ta sẽ có cơ hội hỗ trợ, đồng hành và làm việc cùng nhau. Thì họ và tên đầy đủ của tôi là Đoàn Văn Chín. Hiện tại thì tôi đang là cán bộ phát triển kinh doanh khu vực của công ty bảo hiểm nhân thọ Hưng Yên. Và đương nhiên rồi ạ, lời đầu tiên thì xin được thay mặt cho bảo hiểm nhân thọ Hưng Yên xin được gửi tới toàn thể các quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Và kính thưa toàn thể các quý vị khách quý, thì nhắc về cuộc sống của chúng ta, đúng không quý vị? Cuộc sống của chúng ta là một hành trình vô cùng dài, rất dài. Và thực tế chúng ta cũng chả biết được rằng cuộc sống của chúng ta sau này nó sẽ ra sao. Nhưng có một điều mà tôi muốn khẳng định đối với toàn thể các quý vị, trong mỗi các quý vị của chúng ta đang ngồi tại đây, chúng ta đều mong muốn rằng cuộc sống của chúng ta và gia đình của mình sẽ có một cuộc sống bình an nhất, hạnh phúc nhất, bảo vệ chúng ta trước mọi rủi ro trong cuộc sống. Vậy tôi có một cái câu hỏi đầu tiên tôi muốn gửi tới toàn thể các quý vị. Đương nhiên cuộc sống bình an hạnh phúc thì ai trong chúng ta cũng đều mong muốn. Nhưng liệu đến một cái lúc nào đó và một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời của chúng ta, giống như câu hỏi mà tôi đang trình chiếu ở trên màn hình dành cho các quý vị đang ngồi ở đây, thì liệu vào những cái lúc biến cố của cuộc đời thì ai sẽ là người ra cánh tay ra hỗ trợ giúp đỡ chính chúng ta? Lúc này quý vị đang nghĩ trong đầu rằng là gì ạ? À, đương nhiên sẽ là người thân chúng ta này, gia đình chúng ta này, bạn bè của chúng ta, đúng không quý vị? Và tôi cũng như vậy, tôi cũng vậy. Tôi cũng hiểu rằng khi một ngày nào đó nếu mà không may khó khăn xảy ra đối với tôi sẽ nghĩ đầu tiên tới hai từ gia đình, bạn bè, và đương nhiên còn rất nhiều người thân yêu khác. Nhưng tuy nhiên chúng ta cũng phải hiểu rằng nếu mà cuộc sống của chúng ta bình an hạnh phúc, hay thậm chí không may gặp phải những cái rủi ro nhỏ thôi, là ốm đau là gì ạ? Chúng ta làm gì có nhiều tiền để thế mà hỗ trợ, đúng không quý vị? Đúng đấy ạ. Bởi vì một vài số tiền 500, 1 triệu còn có, nhưng mà lên tới một vài trăm triệu thì chúng ta cũng phải suy nghĩ rất nhiều. Và thậm chí với nhiều gia đình chúng ta không có. Nhưng tuy nhiên, tôi toàn thể các quý vị của chúng ta, giống như cái câu chuyện và cuộc sống của chúng ta là một hành trình dài, và chính chúng ta cũng chả biết được rằng cuộc sống của chúng ta và gia đình của mình nó sẽ ra sao, nó sẽ đi đâu và về đâu. Thì xin thưa với toàn thể các quý vị khách quý, trong cuộc sống của chúng ta thì rất nhiều những rủi ro mà quý vị cũng đã biết được rồi. Khi không may xảy ra rủi ro với một ai đó thì cái hậu quả nó để lại vô cùng nặng nề. Nặng nề tức là gì? Có thể có những gia đình ấy, nó sẽ chuyển sang một cái định hướng hoàn toàn khác. Khác tức là gì? Bình thường ấy, những đứa trẻ của chúng ta sẽ được ăn, được học, được chơi với bạn bè, được tiếp tục cuộc sống của mình, để tiếp tục cái cuộc sống trong hành trình đi học của mình. Nhưng tuy nhiên, nếu không may rủi ro xảy ra đối với một vài người chịu cùng thì lúc này cuộc sống của chúng nó sẽ hoàn toàn thay đổi từ bao giờ hết. Và tôi trong buổi sáng ngày hôm nay tôi có đọc một số bài báo ở trên một số những trang báo uy tín của Pháp luật Việt Nam của chúng ta, thì tôi có lấy được một số những hình ảnh như thế này quý vị, và tôi muốn trình chiếu và muốn chia sẻ thêm đối với các quý vị của chúng ta đang có mặt tại hội trường ngày hôm nay, để tôi nói hậu quả về những cái rủi ro không may xảy ra đến với bất kỳ một ai đó. Thì xin thưa với toàn thể các quý vị, hình ảnh đâu đó sáng nay tôi đọc được một bài báo, đó là hai cái đứa trẻ đang quỳ trước mặt của bố mẹ, bởi vì mỗi ngày hôm qua thôi bố mẹ của hai cháu vừa bị một vụ tai nạn giao thông đã ra đi mãi mãi. Hay hình ảnh của một người vợ cũng trước ban thờ của người chồng của mình cùng với những đứa trẻ thơ, khi mà không may anh chồng buổi sáng ngày hôm qua cũng đã ra đi vì một căn bệnh ung thư, một cái bệnh thường nhà nào đó. Hay đâu đó một số những cái hình ảnh những cái đứa trẻ đang đầu đường xó chợ đi ăn xin, hay thậm chí với những cái độ tuổi rất là nhỏ và chúng ta phải nỗ lực và phải năng động khi mà tuổi đời còn quá trẻ.
Và tôi hiểu rằng những cái hình ảnh này là những hình ảnh chúng ta không hề mong muốn, nhưng tuy nhiên nó vẫn xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và nó vào một gia đình nào đó thôi, chứ hiện tại chưa vào gia đình của chúng ta. Và đương nhiên trong mỗi chúng ta cũng chả ai mong muốn rằng những cái hình ảnh này nó sẽ xảy ra đối với chính mình cả. Không muốn đối với quý vị, nhưng tuy nhiên chúng ta có thể phải khẳng định với nhau rằng có thể đâu đó cũng có hình ảnh của chính chúng ta và gia đình của mình trong đó, nếu mà chúng ta không có những cái điều dự trữ tích lũy từ lúc bắt đầu. Thì xin thưa lần này các quý vị, những cái hình ảnh mà buổi sáng ngày hôm nay tôi có đọc những cái bài báo, và thậm chí nó mang tới trong mình một cái tâm niệm, một cái ý thức và một cái suy nghĩ rằng à, tôi phải làm có, chúng tôi phải có những cái giải pháp nào đó dành cho toàn thể các quý vị của chúng ta, để giúp cho cuộc sống của chúng ta hoàn toàn có thể bình an và hạnh phúc, và ít nhất chúng ta có thể bảo vệ được thu nhập của chính bản thân của mình. Và đương nhiên giờ đây thì có rất nhiều những cái giải pháp cơ bản để giúp quý vị của chúng ta có thể phòng tránh, phòng ngừa những cái rủi ro đó. Có thể là gì ạ? Ngày xưa thì các cụ của chúng ta hay bảo rằng làm thế nào thì làm, nhưng quan trọng chúng ta cần phải tích lũy, tiết kiệm được một cái khoản tiền nào đó để có thể là gì ạ? Phòng ngừa khi những cái rủi ro không may xảy ra đến với chính chúng ta, đúng không quý vị? Làm bao nhiêu không quan trọng, nhưng quan trọng giữ được bao nhiêu tiền để làm gì ạ? Để sau này khi mà không may gặp phải những cái rủi ro, khi mà không may gặp phải những khó khăn không lường trước, thì chúng ta sẽ dùng cái số tiền tích lũy tiết kiệm đó ra để chúng ta có thể trang trải cuộc sống, đúng không quý vị? Nhưng giờ đây quý vị của chúng ta thấy rằng quý vị có rất nhiều những cái giải pháp tiết kiệm tích lũy khác nhau, để định là gì ạ? Là đi mua đất, là đi mua vàng, là đi gửi ngân hàng, hay thậm chí rất nhiều những cái hình thức khác. Và đương nhiên nó sẽ đáp ứng được cho các quý vị của chúng ta về một yếu tố, đó là yếu tố tiết kiệm. Nhưng quý vị, nhiều khi quý vị có nghĩ rằng là gì không ạ? Tôi có tiền tôi mang đi gửi ngân hàng, và đến một ngày nào đó không ai rủi ro xảy ra đối với tôi, thì lúc này cái tiền ở trong ngân hàng đó nó sẽ giúp tôi có thể là gì ạ? Trang trải những khoản chi phí trong cuộc sống. Nhưng tuy nhiên nếu không may mà có nặng hơn, số tiền đó chỉ mang chi trả đi tại một nơi bao gồm hai chữ, đó chính là hai từ bệnh viện. Đúng không quý vị? Số tiền của chúng ta tích lũy làm việc cả đời chỉ vì một cái rủi ro nào đó thôi, và chúng ta lại mang vào hai chữ đó là bệnh viện, thì đó là một điều chưa được khả quan lắm. Và trong buổi chiều ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đối với toàn thể các quý vị về một cái giải pháp đặc biệt hơn, và đây có thể nói rằng nó là một giải pháp cơ bản đối với người dân của chúng ta, để giúp trong cái quá trình xây dựng hành trình cuộc sống bình an và hạnh phúc cho toàn thể các quý vị của chúng ta. Và giải pháp của chúng tôi nói đến đơn giản là nó chính là bốn từ bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp cho toàn thể các quý vị của chúng ta có thể bảo vệ trước mọi rủi ro trong cuộc sống. Nhưng tuy nhiên lúc này nói tới bảo hiểm nhân thọ thì các quý vị của chúng ta đang ngồi tại đây, chúng ta đã biết nó là cái gì rồi, chúng ta đã thừa hiểu nó có tầm quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta rồi, đúng không quý vị? Nhưng mà tuy nhiên trong một cái thị trường bảo hiểm nhân thọ và có rất nhiều thông tin trái chiều như hiện nay, lựa chọn sản phẩm nào, lựa chọn của công ty nào, lựa chọn của cái giải pháp nào thì phù hợp với chính chúng ta đây, thì đó lại cả là một cái câu chuyện khác. Đâu đó hôm trước lại nghe thấy một cái thông tin của cái doanh nghiệp ABC nào đó, khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm mà lại không chi trả tiền. Có quý vị? Có. Hay đâu đó có một cái doanh nghiệp nào đó thì khách hàng của chúng ta gửi cái số tiền vào mỗi năm 10 triệu, mỗi năm 20 triệu, và cuối cùng đến ngày lấy về đáo hạn lại lỗ rất nhiều. Có quý vị? À cũng có. Vậy thì bây giờ trong một cái thị trường bảo hiểm của chúng ta đã quá nhiều thông tin như thế này, thì chúng ta nên lựa chọn và tin tưởng vào giải pháp nào? Thì xin thưa với toàn thể các quý vị, đón tiếp quý vị ngày hôm nay, đối với bảo hiểm nhân thọ hương yên của chúng tôi có một giải pháp dành cho toàn thể các quý vị của chúng ta. Và chúng ta để có thể tìm hiểu về một dòng giải pháp này, nó sẽ có rất nhiều những điều đặc biệt. Và tôi khẳng định đối với toàn thể các quý vị, với những dòng sản phẩm đặc biệt của công ty chúng tôi, để sẽ giúp các quý vị của chúng ta trả lời cho tất cả những câu hỏi rằng quý vị nên đầu tư sản phẩm nào, quý vị nên lựa chọn một doanh nghiệp tới từ thương hiệu nào, thì chúng ta có thể lựa chọn đây. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay khoảng tầm 10 phút tới đây, tôi sẽ chia sẻ nhanh đối với các quý vị của chúng ta về một sản phẩm đặc biệt, đó chính là một giải pháp có tên An Phát Cát Tường tới từ bảo hiểm nhân thọ. Và nên trang để tìm hiểu sản phẩm này, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta có thể bắt đầu, đúng không? Và cảm ơn toàn thể các quý vị. Và nhắc về An Phát Cát Tường, quý vị thấy rằng về cái tên sản phẩm, chúng ta thấy rằng có một cái điều gì đó để giúp chúng ta trong cái hành trình xây dựng cuộc sống của chính chúng ta, đúng không quý vị? Nhưng nó có một điều đặc biệt, quý vị ạ. Điều đặc biệt ở đây là gì? Đó là định kỳ đóng phí. Vậy theo quý vị, các quý vị, khi mà chúng ta tìm hiểu về một cái dòng sản phẩm của một doanh nghiệp, một thương hiệu nào đó, thì thấp nhất
thông thường ấy, quý vị phải gửi vào một doanh nghiệp bảo hiểm trong khoảng thấp nhất là khoảng tầm bao nhiêu năm quý vị? Bao nhiêu năm quý vị? 10 năm ạ. 10 năm có không quý vị? Có. 20 năm có không ạ? À, cũng có và cũng có thể là dài hơn, đúng không quý vị? Nhưng tuy nhiên, đối với bảo hiểm nhân thọ của chúng tôi hiểu rằng để khách hàng của chúng ta có thể duy trì đóng phí, để giúp khách hàng của chúng ta có thể có những quyền lợi hoàn toàn bình an và hạnh phúc, thì quý vị của chúng ta sẽ phải thay đổi một cái định kỳ. Và chúng tôi hiểu rằng để có thể giúp một khách hàng của chúng ta đóng phí trong một khoảng thời gian dài là 15 năm, 20 năm, thậm chí dài hơn đi chăng nữa, thì nó lại là cả một cái quá trình đóng phí. Nhưng tuy nhiên, giả sử năm nay quý vị của chúng ta có tiền tham gia, năm sau chúng ta cũng có tiền, nhưng mà chúng ta cũng chả biết được rằng liệu 7, 8 năm nữa, chục năm nữa chúng ta có tiền để mà đóng hay không. Thì câu hỏi này lúc này hợp đồng của chúng tôi sẽ đi đâu và về đâu, đúng không quý vị? Hay chưa nói đâu xa đâu, cái đợt Covid vừa rồi ấy, trong hai cái năm mà năm 2019 hay 2020 ấy, đúng không quý vị? Thậm chí Covid nó về đến Việt Nam của chúng ta thấy rằng là gì ạ? Nhiều người còn mất việc, nhiều hộ gia đình đã kinh doanh những mặt hàng, những sản phẩm khác, thậm chí còn bị phá sản. Vậy tiền đâu để chúng ta có thể khẳng định rằng trong một khoảng thời gian dài chúng ta có tiền để mà đóng phí? Thì xin thưa toàn thể các quý vị, hiểu được cái điều khó khăn này, đối với bảo hiểm nhân thọ của chúng tôi sáng tạo ra một dòng sản phẩm đặc biệt tiếp theo, đó chính là giải pháp An Phát Cát Tường của bảo hiểm nhân thọ của chúng tôi, với một cái điều đặc biệt đầu tiên, đó là thay đổi định kỳ đóng phí. Và đối với An Phát Cát Tường và đối với bảo hiểm nhân thọ nghiệp của chúng tôi, với dòng sản phẩm này, khách hàng của chúng tôi chỉ cần tham gia đầu tư trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi. Ngắn rất là bao lâu? Thì xin thưa toàn thể các quý vị, khoảng thời gian tối thiểu đó chính là 5 năm quý vị. Vậy theo quý vị, 5 năm có là một khoảng thời gian dài không quý vị? Dài hay ngắn ạ? Ngắn. À ngắn, đúng không quý vị? Giả sử ngày hôm nay mà quý vị tham gia, năm nay là năm 2023, 23, 24, 25, 26, 27, 2027 chúng ta đã kết thúc đóng phí rồi. Nhanh không quý vị? Nhanh. Nhưng tuy nhiên, với định kỳ đóng phí 5 năm, nhưng chúng tôi có thể cam kết bảo vệ quý vị khách hàng của chúng ta lên tới 20 năm tiếp theo quý vị. Tức là gì ạ? Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian khoảng tầm 15 năm là chúng ta sẽ không phải đóng phí, nhưng tuy nhiên chúng ta vẫn được bảo vệ với tất cả những quyền lợi như trên. Vậy thì dòng giải pháp này chúng tôi có những điều gì đặc biệt? Thì xin thưa với toàn thể các quý vị, với một cái định kỳ đóng phí 5 năm với rất nhiều những cái quyền lợi ưu việt của sản phẩm, vậy thực tế nó sẽ có những quyền lợi đặc biệt là gì? Và để giúp quý vị của chúng ta có thể dễ hiểu hơn về cái dòng giải pháp này của công ty chúng tôi, thì tôi sẽ có một cái trường hợp là một khách hàng mới tham gia hoạt động cùng với cả công ty của chúng tôi thôi, để giúp quý vị của chúng ta có thể dễ hình dung hơn là khách hàng đóng phí bao nhiêu tiền và nhận được những quyền lợi gì, quý vị nhá. Thì đây là tất cả những quyền lợi của sản phẩm mà một khách hàng sau khi tìm hiểu về một dòng sản phẩm giải pháp đặc biệt tới từ bảo hiểm nhân thọ, và khách hàng đã quyết định lựa chọn giải pháp An Phát Cát Tường là sản phẩm để có thể tham gia tiết kiệm cũng như đầu tư. Nhưng tuy nhiên khách hàng mong muốn rằng sẽ có một cái dòng sản phẩm ngắn thôi, đóng phí ngắn thôi, và chúng tôi đã tư vấn cho khách hàng của chúng tôi với một dòng sản phẩm đặc biệt, đó là giải pháp An Phát Cát Tường với định kỳ đóng phí 5 năm. Và sau khi tìm hiểu nhu cầu tài chính của khách hàng, thì lúc này khách hàng của chúng ta đã quyết định tiết kiệm tích lũy với số tiền là 100.000 đồng trên một ngày để có thể tham gia bảo hiểm nhân thọ, tương đương với 3 triệu đồng trên một tháng, và quy năm khách hàng sẽ phải đóng 36 triệu đồng trên một năm, và chỉ đóng trong vòng có 5 năm mà thôi quý vị. Ngay đây nhiều quý vị đang ở bên dưới lại bảo rằng là gì ạ? Ui, 36 triệu đồng, cao quá, đúng không quý vị? Nhưng tuy nhiên không ạ, xin thưa toàn thể các quý vị, với giải pháp 5 năm này thì cái số tiền 36 triệu đồng trên 1 năm đó là một cái số tiền căn bản. Giả sử nữa, quý vị mà đóng những cái sản phẩm khác 10 năm, 15 năm chia nhỏ ra thì xin thưa toàn thể các quý vị cũng chỉ đâu đó cũng đang khoảng tầm hơn chục triệu một chút mà thôi. Nhưng tuy nhiên chúng ta thử tìm hiểu về những dòng giải pháp đặc biệt, và chúng ta thử tìm hiểu những quyền lợi xem khách hàng của chúng tôi có những điều gì chị nhá. Thì đây là những cái giải pháp và những quyền lợi của khách hàng. Mặc dù khách hàng của chúng tôi chỉ đóng phí có 5 năm, nhưng tuy nhiên chúng tôi cam kết bảo vệ khách hàng trong một khoảng thời gian lên tới 20 năm quý vị. 20 năm tiếp theo khách hàng của chúng tôi không phải lo lắng gì về những cái tình trạng bệnh tật, những tình trạng bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo nữa. Và với tổng số tiền chúng tôi có thể bảo vệ khách hàng lên tới 1,2 tỷ đồng nếu khách hàng không may gặp phải rủi ro, mặc dù khách hàng chỉ đóng có 36 triệu đồng trên một năm thôi. Vậy những quyền lợi chi tiết khách hàng sẽ có là gì? Thì đây là những quyền lợi khách hàng sẽ có quý vị. Đầu tiên, chúng tôi gọi nhóm quyền lợi này là nhóm quyền lợi chăm sóc y tế. Và nhắc về chăm sóc y tế thì xin thưa toàn thể các quý vị, cái việc mà chúng ta không may phải ốm đau nên nằm viện, nó là việc khá thông thường, đúng không quý vị?
Chúng ta có thể trả ai có thể khẳng định được rằng liệu chúng ta có phải đi nằm viện hay là không. Nhưng mà đơn giản là nằm viện là việc khá thông thường. Nay ốm mai đau nó là chuyện bình thường, đúng không quý vị? Nhưng nếu trong trường hợp khách hàng của chúng tôi là khách hàng đã lựa chọn một giải pháp tới từ bảo vệ nhân thọ, thì lúc này khách hàng của chúng tôi sẽ có một quyền lợi bảo vệ như sau. Nếu một ngày nào đó khách hàng không may phải đi nằm viện, bảo vệ nhân thọ của chúng tôi sẽ trả cho khách hàng một số tiền lên tới 500.000 đồng trên một ngày nằm viện nếu khách hàng nằm ở những khoa viện thông thường. Và nếu khách hàng có điều trị ở những cái liệu trình đặc biệt, ở những cái khoa săn sóc đặc biệt, chúng tôi sẽ trả gấp đôi số tiền đó lên, tức là lên tới 1 triệu đồng trên một ngày khách hàng phải đi nằm viện. Tương tự như vậy, khách hàng có đi trợ cấp phẫu thuật, chúng tôi sẽ trả số tiền là 2.500.000 đồng trên một năm khách hàng phẫu thuật. Và cuối cùng, nếu mà khách hàng có sử dụng cái dịch vụ xe cứu thương ấy, chúng tôi cũng sẽ trả cho khách hàng một số tiền lên tới 1 triệu đồng trên một năm mà khách hàng sử dụng. Nhắc đến đây thì quý vị đã thấy rằng là gì? Nhiều quý vị này nghĩ rằng thậm chí 500.000, 1 triệu đồng thì đâu đó là gì ạ? Nó cũng được đấy. Nhưng mà tuy nhiên, có được, không có cũng chả sao, đúng không quý vị? Nhưng thì thường nó sẽ có lợi ích như thế này, quý vị ạ. Giả sử quý vị cũng như vậy hay tôi cũng thế, hay thậm chí có nhiều bác ở đây, chúng ta qua cái độ tuổi mà chúng ta đạt được trụ cột của gia đình rồi, thì lúc này chúng ta mong muốn một điều gì ạ? Mong muốn là chúng ta sẽ có một cái giải pháp nào đó để bảo vệ chính chúng ta. Giả sử một anh A nào đó đi, giống như cái trường hợp khách hàng của chúng tôi, họ làm việc đều đặn hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để họ kiếm về một khoản thu nhập, gọi là thu nhập ổn định để chi tiêu cho cả gia đình, là 10 triệu, là 8 triệu, là 15 triệu chẳng hạn, tôi ví dụ như vậy. Nhưng mà tuy nhiên đó, với cái điều kiện khách hàng có thể đạt được cái số tiền đó khi mà khách hàng làm việc 24 ngày hoặc 26 ngày trên một tháng, đúng quý vị? Nhưng tuy nhiên cuộc sống của chúng ta thì quý vị biết rồi, rủi ro là những điều không ai có thể lường trước được. Tôi giả sử thôi, một ngày nào đó khách hàng của chúng tôi không may phải đi ốm đau nằm viện là chuyện thông thường, và không may nặng hơn một chút nữa là có bị tai nạn va chạm ở ngoài đường, cũng vào trong bệnh viện nằm khoảng tầm chục hôm, thì xin thưa với toàn thể các quý vị, tôi hiểu rằng với khoảng tầm chục hôm mà khách hàng không đi làm thì cũng chả có ông doanh nghiệp nào có thể trả cho khách hàng số tiền mà như là khách hàng đi làm đủ 26 đến 28 ngày công cả, đúng không quý vị? Thì lúc này với gói giải pháp tăng tăng tưởng của chúng tôi là họ sẽ có hiệu lực. Hiệu lực tức là gì? Bởi vì nhân họ cam kết chi trả cho khách hàng với số tiền lên tối thiểu lên tới 500.000 đồng trên một ngày khách hàng nằm viện, giống trường hợp khách hàng của chúng tôi đã chia sẻ ở trên đây. Đó. Thì lúc này kể cả khách hàng của chúng tôi không may có gặp phải rủi ro đi chăng nữa, vào viện nằm khoảng tầm 10 ngày đi chăng nữa, thì xin thưa với toàn thể các quý vị, thu nhập của gia đình khách hàng cũng sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng. Bởi vì sao? Bởi vì đã có những dòng giải pháp đặc biệt này rồi, tương ứng với 500.000 đồng trên một ngày làm việc. Nhưng đặc biệt hơn nữa, với những cái giải pháp này chúng tôi sẽ trả theo nguyên tắc khoán, quý vị. Khoán tức là gì? Chúng tôi không quan tâm khách hàng của chúng ta điều trị chi phí một ngày hết bao nhiêu tiền làm việc, mà chúng tôi chỉ quan tâm, chúng tôi cam kết thực hiện chi trả đối với khách hàng bao nhiêu tiền trên một ngày. Như vậy thì quý vị của chúng ta có thể sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để giảm 80% chi phí làm việc không quý vị? Có, đúng quý vị. Quý vị có thể sử dụng những cái thẻ khác mà quý vị đang có. Nhưng quan trọng nhất, khi mà quý vị ra viện và quý vị đi về, chúng ta vẫn có một khoản tiền nào đó để chúng ta có thể tiếp tục gì ạ, bù đắp lại những khoảng thời gian mà chúng ta đi nằm viện, cũng như bù đắp lại những khoản chi phí khác. Thì đó mới là ý nghĩa quan trọng của cái quyền lợi đầu tiên, đó là quyền lợi hỗ trợ chi phí y tế dành cho khách hàng. Và đó là đối với một vài những anh chàng trẻ một chút đang là chính của gia đình của mình nữa rồi. Nhưng tuy nhiên thì giả sử thôi, một ngày nào đó mà chúng ta không may phải đi nằm viện đấy, thì đương nhiên khi mà chúng ta làm việc về thì sẽ có những người thân yêu này, hàng xóm này, gia đình của chúng ta sẽ đến thăm, đúng quý vị? Và nếu mà đến thăm bắt đầu hỏi hàng không thì chúng ta cũng vui. Nhưng mà tuy nhiên tôi khẳng định là chúng ta không được vui lắm. Bởi vì sao? Họ không kèm theo đâu đó vài cân hoa quả hay phong bì khoảng vài trăm nghìn, đúng không quý vị? Nhưng cũng chỉ kèm đến khoảng vài đó thôi. Nhưng mà tuy nhiên là đối với bảo hiểm nhân thọ, khi mà chúng ta không may phải nằm viện, đối với lần đầu tiên khi mà chúng ta về ra viện, thì lúc mà chúng ta còn có cả một khoản tiền sau đó tương ứng với cái số ngày mà chúng ta đi nằm viện. Và tôi hay nói vui rằng khi mà chúng ta tham gia cái sản phẩm của công ty chúng tôi ấy, chúng ta không phải lo lắng gì về khi gặp rủi ro trong cuộc sống nữa. Thì đó chính là cái quyền lợi đầu tiên, đó là quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện dành cho khách hàng của chúng ta. Kết thúc cái quyền lợi này ở đây, chúng ta sẽ có một số những trường hợp chúng tôi đã thực hiện chi trả rất nhiều rồi quý vị. Nhưng mà tuy nhiên trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì thời gian nó không có. Tôi sẽ chia sẻ nhanh đối với các quý vị về một số trường hợp mà chúng tôi đã chi trả quyền lợi y tế cho nhóm khách hàng. Với nhóm quyền tiền tỷ, họ cho con cái của mình là một điều vô cùng đơn giản. Nhưng tuy nhiên,
có những người, có rất rất nhiều người tại Việt Nam của chúng ta, thậm chí chúng ta không làm điều đó ở quý vị. Không phải làm việc mà chúng ta không làm việc, mà là chúng ta cũng có làm việc. Chúng ta làm việc thậm chí còn chăm chỉ hơn những người có điều kiện, có kinh tế. Nhưng tuy nhiên để mà tích lũy, tiết kiệm, bỏ ra một khoản tiền lên tới số tiền vài trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, chúng ta chưa chắc đã làm được. Nhưng tuy nhiên, có một cách mà chúng ta có thể làm được. Chúng ta đều mong muốn rằng sau này khi mà chúng ta ra đi, chúng ta có một khoản nào đó dành cho con cái của mình. Nó giống như là một cái cuốn sổ tiết kiệm, nó giống như là một cái di sản thừa kế để giúp cho con trai cái của chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì xin thưa toàn thể các quý vị, nó đơn giản thôi. Nó chính là bốn từ bảo vệ nhân thọ. Còn tôi đánh giá là cái quyền lợi tử vong, đó là cái quyền lợi có thể nói rằng ý nghĩa nhất nhất trong bốn hợp đồng. Bởi vì chúng ta có thể khẳng định với nhau rằng trước hay sau, sớm hay muộn, chúng ta cũng sẽ phải ra đi. Nhưng ra đi theo cách nào thì lại là cả một câu chuyện quý vị của chúng ta có thể lựa chọn. Đúng không quý vị? Có thể lựa chọn. Chúng ta muốn quyền sổ hơn, cuối cùng chúng ta được bao nhiêu? Chúng ta muốn một cái di sản thừa kế của chúng ta là vài trăm triệu hay bao nhiêu tỷ? Thì lúc này chúng ta có thể đáp ứng được nhu cầu của tất cả các quý vị. Đó là câu chuyện về khách hàng không may hoặc là rủi ro, đó là tử vong. Thì tôi đánh giá đây là quyền lợi cao nhất trong cộng đồng. Và trong mỗi chúng ta thì đương nhiên rồi, lựa chọn bao nhiêu, lựa chọn như thế nào là phụ thuộc vào chính các quý vị của chúng ta, tùy thuộc vào chúng ta lựa chọn. Để cho quý vị rồi kết thúc quyền lợi và cảm thưởng rằng quý vị cũng đã thấy rằng nói đến quyền lợi tử vong, ai của chúng ta cũng bảo trầm hết số rồi. Rồi quý vị chuyển sang một năm quyền lợi vui hơn, đồng ý không quý vị? Đồng ý không ạ? Rồi đồng ý một tràng pháo tay chuyển sang một năm quyền lợi vui hơn một chút nhỉ. Rồi chuyển sang một năm quyền lợi vui hơn. Tham gia bảo hiểm nhân thọ không chỉ có ý nghĩa bảo vệ không thực hiện, nó còn có một ý nghĩa số 2, đó là yếu tố tiết kiệm. Tiết kiệm tức là gì? Tiền của quý vị khách hàng gửi vào công ty của chúng tôi, liệu sau này quý vị lấy về bao nhiêu tiền và quý vị có được lấy về hay không? Thì câu trả lời rằng là có quý vị nhé. Nó có một nhóm quyền lợi số 2, đó là nhóm quyền lợi tiết kiệm. Và nhắc về trước khi chuyển sang một cái nhóm quyền lợi tiết kiệm thì tôi xin chia sẻ đối với toàn thể các quý vị về một số những hình ảnh tiếp theo mà chúng tôi thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm dành cho những khách hàng của bảo hiểm nhân thọ Hưng Yên khi tham gia hoạt động bảo hiểm mà không may gặp phải những rủi ro trong cuộc sống. Và bảo hiểm nhân thọ Hưng Yên của chúng tôi thực hiện đúng cam kết ở trong hợp đồng. Một cái trường hợp đầu tiên đó là trường hợp khách hàng Nguyễn Văn Hùng, địa chỉ tại Tân Phú Mỹ 1, Phú Cường, thành phố Hưng Yên, với cái số tiền được công ty của chúng tôi chi trả lên tới là 300 triệu đồng. Điều việc khách hàng không may gặp phải rủi ro, khách hàng tử vong khi độ tuổi còn quá trẻ, lúc này chúng tôi thực hiện chi trả quyền lợi tử vong dành cho khách hàng. Và trên đây là hình ảnh người mẹ lên nhận quyền lợi. Hay một cái trường hợp tiếp theo là trường hợp anh Nguyễn Thanh Tuyền, địa chỉ tại cổ đấy là DNT, với số tiền chúng tôi chi trả lên tới 1 tỷ đồng, với một cái rủi ro đó là rủi ro khách hàng bị xét đánh và tử vong. Và với cái sự kiện này thì đài phát thanh truyền hình tỉnh Hưng Yên cũng có làm một cái đoạn phóng sự. Và để giúp quý vị của chúng ta có thể dễ hiểu hơn về trường hợp này thì mời toàn thể các quý vị hãy cùng hướng lên màn hình và chúng ta đón xem một cái đoạn video phóng sự sau đây quý vị nhé. Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hưng Yên đã tổ chức chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tham gia sản phẩm An Phát Cát Tường trị giá 1 tỷ đồng. Khách hàng là anh Nguyễn Thanh Tuyền, sinh năm 1984, trú tại thôn Cổ Đễ, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi. Đầu năm 2021, anh Tuyền tham gia sản phẩm An Phát Cát Tường của Bảo Việt Nhân Thọ với số tiền tiết kiệm tích lũy hàng năm là 15 triệu đồng, số tiền bảo vệ trong hợp đồng là 500 triệu đồng. Vào tháng 9 năm 2021, trong lúc đi làm việc ngoài đồng tại địa phương, anh Tuyền không may bị tai nạn xét đánh dẫn tới tử vong, để lại cha mẹ già và vợ cùng ba con nhỏ. Tại buổi lễ, Bảo Việt Nhân Thọ Hưng Yên đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm theo đúng như cam kết trong hợp đồng và chi trả số tiền bảo hiểm là 1 tỷ đồng. Được biết, sản phẩm An Phát Cát Tường thuộc dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư mang đến cho khách hàng một giải pháp tài chính linh hoạt và ưu việt với sự kết hợp giữa ba mục tiêu bảo hiểm, tiết kiệm, đầu tư. Tính đến hết 9 tháng đầu năm 2021, đã có gần 4.500 khách hàng tham gia mới. Công ty đã chi trả cho gần 200 khách hàng không may gặp rủi ro với số tiền chi trả trên 10 tỷ đồng. Vâng ạ, thì đó là câu chuyện của anh Tuyền. Anh cũng tham gia một cái dòng giải pháp cũng giống như mà giải pháp tôi đã chia sẻ đối với các quý vị đây. Đó chính là sản phẩm có tên An Phát Cát Tường. Và để quý vị của chúng ta có thể hiểu thêm một chút về cái trường hợp của anh Tuyền này, thì đây là một cái trường hợp khá đặc biệt. Cái việc anh Tuyền và chị, anh và chị thì năm nay cũng chỉ sinh năm, anh ấy sinh năm 1987, cái việc vợ kém anh ấy 2 tuổi, tức là sinh năm 1989. Và gia đình của hai anh chị có tới 3 người con cái thời điểm trước khi anh ấy ra đi đấy.
và ba người con. Và thời điểm đó thì cháu nhỏ nhất mới chưa đầy 3 tuổi. Và tôi hiểu rằng để nuôi một cháu bé đã là vất vả như thế nào rồi. Và đây nuôi tới 3 cháu từ viện. Và cái thời điểm mà anh ấy ra đi ấy, thì thậm chí khi mà chúng tôi thực hiện những cái thủ tục giấy tờ có liên quan về cái hợp đồng bảo hiểm này, thậm chí gia đình của anh Tuyền còn không tin rằng anh Tuyền sẽ được chi trả được với cái số tiền lớn như vậy. Nhưng tuy nhiên điều khoản hợp đồng rất là rõ ràng rồi thì chúng tôi thực hiện chi trả cho khách hàng. Mặc dù cái số tiền 1 tỷ ấy đối với nhiều người nó không phải là một số tiền quá lớn, nhưng tuy nhiên ít nhất trong cái thời điểm mà anh Tuyền hôm nay anh ấy gặp phải rủi ro, nó sẽ là một khoản tiền để giúp cho vợ của anh Tuyền sẽ tiếp tục thực hiện cái nghĩa cử và thực hiện cái trách nhiệm, đó là nuôi dạy ba con của mình thành người. Thì đó là câu chuyện nhân văn về trường hợp của anh Nguyễn Thành Tuyền, địa chỉ tại Cổ Lễ, là cái đất thiêng liêng của chúng ta, quý vị ạ. Và nhắc về cái trường hợp ở đây, một lần nữa thì tôi có thể khẳng định đối với toàn thể các quý vị rằng tham gia bảo hiểm nhân thọ không chỉ có ý nghĩa bảo vệ không đông, mà nó có một cái ý nghĩa số 2, đó là ý nghĩa tiết kiệm. Vậy tiết kiệm tức là gì? Khi tiền mà quý vị của chúng ta gửi vào công ty của chúng tôi thì sau này khi ngày đáo hạn hợp đồng sẽ đến thì quý vị của chúng ta sẽ nhận được một khoản tiền gọi là khoản tiền đáo hạn hợp đồng, quý vị ạ. Thì câu chuyện đáo hạn ở đây quý vị sẽ có là gì? Thì xin thưa với câu chuyện thì chúng ta thấy rằng tại miền Bắc của chúng ta có một cái bệnh viện, đó là bệnh viện có tên là bệnh viện Ca Tân Triều ở trên Hà Nội đấy. Rất là hay như thế này. Ngày hôm qua thì nó sẽ không bao giờ quay trở lại. Ngày mai có đến hay không chúng ta cũng không thể biết. Và tốt nhất vẫn nên là ngày hôm nay, bởi vì cuộc sống của chúng ta thì cũng chả ai có thể nói trước được rằng một điều gì cả. Không biết được lúc chúng ta bình an khỏe mạnh, nếu chúng ta không may gặp phải những cái rủi ro, đó là việc khá bình thường. Nhưng tuy nhiên để có những cái giải pháp để giúp quý vị của chúng ta có thể bảo vệ, đó là một điều vô cùng tốt. Và đặc biệt tại xã Liên Phương của chúng tôi thì chúng tôi có một đội ngũ các chị tư vấn viên là chính những người mà mời quý vị tới đây đấy. Ngày hôm qua hay thứ bảy buổi sáng ngày hôm nay có đưa cho các quý vị của chúng ta những cái tờ thư mời đấy. Đó là những tư vấn viên của chúng tôi đã được đào tạo với rất nhiều kinh nghiệm, với rất nhiều những kiến thức và kỹ năng trong nghề, có thể hỗ trợ cho toàn thể các quý vị thiết kế những gói giải pháp tốt nhất đối với phù hợp với chính các quý vị, phù hợp với độ tuổi, phù hợp với số tiền mà quý vị của chúng ta sự kiện đặt, và quan trọng nhất phù hợp với quyền lợi mà chúng ta sẽ nhận được. Và đương nhiên trên cương vị của công ty thì cũng rất mong muốn rằng đối với toàn thể các quý vị khách hàng của chúng ta sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện cho các anh chị tư vấn viên của chúng tôi có thể thiết kế những gói giải pháp dành cho toàn thể các quý vị khách hàng của chúng ta có mặt trong buổi chiều ngày nay. Quý vị có đồng ý không? Đồng ý dành cho các anh chị tư vấn viên của chúng tôi một tràng tay được không? Vâng, cảm ơn toàn thể các quý vị. Và cuối cùng nữa thì xin chúc cho toàn thể các quý vị của chúng ta cũng như gia đình của mình sẽ luôn luôn có một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Và cảm ơn quý vị của chúng ta đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc cho các quý vị của chúng ta thật nhiều sức khỏe cũng như gia đình của chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc. Cảm ơn toàn thể các quý vị. Vâng, thưa toàn thể các quý vị, thì vừa rồi trong một khoảng thời gian ngắn thôi, tôi đã chia sẻ nhanh đối với các quý vị về một dòng giải pháp đặc biệt, đó là giải pháp An Phát Cát Tường. Và ngoài cái sản phẩm này ra, chúng tôi vẫn còn rất nhiều những cái sản phẩm khác nữa. Chúng tôi có thể phục vụ mọi nhu cầu của toàn thể các quý vị, có thể tiết kiệm, có thể bảo vệ, có thể đầu tư, tùy thuộc vào quý vị của chúng ta mong muốn một gói giải pháp như thế nào. Thì với các anh chị tư vấn viên của chúng tôi sẽ sẵn sàng để hỗ trợ giúp toàn thể các quý vị. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ có một nội dung quay số may mắn tiếp theo dành cho toàn thể các quý vị khách hàng của chúng ta tham dự ngày hôm nay. Với trước khi đến với nội dung này thì chúng tôi sẽ dành ra một khoảng thời gian ngắn hoặc tầm 5 phút để giúp các quý vị khách hàng của chúng ta có thể đăng ký dự kiến những gói giải pháp đối với bảo hiểm nhân thọ. Thì vừa rồi tôi có chia sẻ đối với các quý vị về trường hợp của anh An. Năm nay anh ấy 30 tuổi, anh ấy đóng phí 36 triệu đồng trên một năm thì anh ấy có quyền lợi như vậy. Vậy quý vị đang ngồi ở đây năm nay chúng ta không phải 30 tuổi và chúng ta không phải tham gia 36 triệu đồng trên một năm. Năm nay chúng ta 40 tuổi, năm nay chúng ta 50 tuổi hay là thì chúng ta tham gia cho con của chúng ta năm nay chỉ có 10 tuổi mà thôi. Thì quyền lợi như thế nào? Và thậm chí không phải số tiền 36 triệu. Nhiều khi khách hàng có bảo rằng là gì ạ? Tôi tham gia số tiền cao hơn được không? Thì xin thưa với toàn thể các quý vị, càng cao thì mệnh giá của bảo hiểm của các quý vị càng lớn, và thấp hơn được thì không, câu chuyện rằng là cũng phù hợp với nhu cầu của chính các quý vị nhá. Và sẽ dành ra một khoảng thời gian khoảng tầm 5 phút để giúp quý vị của chúng ta có thể đăng ký dự kiến những gói giải pháp cùng với bảo hiểm nhân thọ trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trước khi quý vị của chúng ta đăng ký thì tôi sẽ có một số những cái nội dung đặc biệt dành cho toàn thể các quý vị. Khi mà các quý vị của chúng ta tham gia đăng ký và chúng ta hoàn thiện hồ sơ với những hợp đồng từ 15 triệu đồng tới dưới 20 triệu thì quà tặng dành cho các quý vị đó là một chiếc quạt cây điện cơ tư từ bảo hiểm nhân thọ. Và ngoài ra với những hợp đồng bảo hiểm có mức phí từ 20 triệu đồng trở lên trên một năm thì quý vị của chúng ta sẽ nhận được một phần quà, đó là gì ạ? Một chiếc lò vi sóng hoặc
là một chiếc đồ chơi không dầu dành cho toàn thể các quý vị nhé. Thì đây là một phần quà đặc biệt chỉ dành cho các quý vị khách hàng của chúng ta tham dự chương trình ngày hôm nay mà thôi. Và ngay sau đây sẽ dành ra một khoảng thời gian khoảng tầm 5 phút để giúp các quý vị khách hàng của chúng ta có thể đăng ký dự kiến qua giải pháp trước khi chúng ta sẽ cùng đến với nội dung quay số may mắn sẽ dành cho các quý vị của chúng ta dự kiến đăng ký ngay sau đây. Cảm ơn toàn thể các quý vị của chúng ta. Vâng ạ, và mời toàn thể các anh chị tư vấn viên hãy hỗ trợ cho khách hàng của mình có thể đăng ký dự kiến qua giải pháp quý vị nhé. Xin chân trọng cảm ơn ông Sức và xin chân trọng cảm ơn bà ơn ạ. Và tiếp theo thì xin đại diện cho các anh chị tư vấn viên của công ty bảo hiểm nhân thọ Hưng Yên ngày hôm nay thì cũng cùng bước lên sân khấu để có thể chụp một bức hình lưu niệm cùng với gia đình của khách hàng cũng như với toàn thể các anh chị tư vấn viên ngày hôm nay. Và nhờ chị Đạt có thể hỗ trợ chị có thể là chị có thể để cái số tiền ra bên ngoài cho nó đỡ trống ạ. Rồi, cảm ơn chị ạ. Vâng ạ, với một số tiền là 500 triệu đồng mặc dù nó không quá lớn nhưng mà tuy nhiên nó sẽ là một cái số chi phí một cái khoản kinh tế nào đó để có thể tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng với gia đình của khách hàng trong cái khoảng thời gian tới đây. Đó là ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm nhân thọ mà chúng tôi muốn lan tỏa tới toàn thể các quý vị khách hàng trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng ạ, xin được cảm ơn chị Hân và xin được cảm ơn toàn thể các anh chị. Và nhờ kính nhờ một số anh chị tư vấn viên của chúng tôi hãy hỗ trợ khách hàng của chúng ta có thể kiểm tra lại cái số tiền trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Nhờ chị Lê và chị Lan có thể hỗ trợ khách hàng có thể kiểm tra lại cái số tiền. Vâng ạ, kính thưa bạn, giờ đây cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ có chuyện gì là gì ạ? Là nói rằng không có chuyện gì là không thể. Nhưng tuy nhiên rằng nếu chúng ta có những cái giải pháp đặc biệt nào đó dành riêng cho bản thân cũng như gia đình của mình bao giờ nó cũng tốt hơn rất nhiều. Vâng, và kính thưa toàn thể các quý vị khách quý thì nhắc về bảo hiểm nhân thọ trong buổi chiều ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đối với toàn thể các quý vị về một dòng sản phẩm đặc biệt đến từ bảo hiểm nhân thọ. Và tôi mong muốn rằng đối với toàn thể các quý vị của chúng ta đang có mặt tại hội trường ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành ra một khoảng thời gian ngắn thôi, một khoảng thời gian khoảng tầm 20 phút để có thể lắng nghe một vài chia sẻ tới từ bảo hiểm nhân thọ và biết đâu với cái nội dung chia sẻ này sẽ giúp ích được toàn thể các quý vị của chúng ta trên hành trình xây dựng cuộc sống gia đình của chúng ta hoàn toàn bình an và hạnh phúc. Vâng ạ, và kính thưa toàn thể các quý vị khách quý, đầu tiên thì chúng tôi chỉ xin quý vị khoảng tầm 20 phút. Tôi thấy rằng quý vị, vâng ạ, thưa toàn thể các quý vị khách quý thì tới trong chương trình ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đối với toàn thể các quý vị về một dòng giải pháp đặc biệt tới từ bảo hiểm nhân thọ ngày hôm nay. Và trước khi đến với nội dung này thì tôi xin tự giới thiệu đôi nét về bản thân của mình để giúp chăm sóc khuôn cá trình của chúng ta chương trình được diễn ra hay sau này khi mà các quý vị khách hàng của chúng ta đã là những khách hàng thân thiết của bảo hiểm nhân thọ thì chúng ta sẽ có cơ hội hỗ trợ đồng hành và làm việc cùng nhau. Thì họ và tên đầy đủ của tôi là Đoàn Văn Chín, hiện tại thì tôi đang là cán bộ phát triển kinh doanh khu vực của công ty bảo hiểm nhân thọ Hưng Yên. Và đương nhiên rồi ạ, lời đầu tiên thì xin được thay mặt cho bảo hiểm nhân thọ Hưng Yên xin được gửi tới toàn thể các quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Và kính thưa toàn thể các quý vị khách quý thì nhắc về cuộc sống của chúng ta, đúng không quý vị, cuộc sống của chúng ta là một hành trình vô cùng dài, rất dài. Và thực tế chúng ta cũng chả biết được rằng cuộc sống của chúng ta sau này nó sẽ ra sao. Nhưng có một điều mà tôi muốn khẳng định đối với toàn thể các quý vị, trong mỗi các quý vị của chúng ta đang ngồi tại đây, chúng ta đều mong muốn rằng cuộc sống của chúng ta và gia đình của mình sẽ có một cuộc sống bình an nhất, hạnh phúc nhất, bảo vệ chúng ta trước mọi rủi ro trong cuộc sống. Vậy tôi có một cái câu hỏi đầu tiên tôi muốn gửi tới toàn thể các quý vị. Đương nhiên cuộc sống bình an, hạnh phúc thì ai trong chúng ta cũng đều mong muốn. Nhưng liệu đến một cái lúc nào đó và một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời của chúng ta, giống như câu hỏi mà tôi đang trình chiếu ở trên màn hình dành cho các quý vị đang ngồi ở đây, thì liệu vào những cái lúc biến cố của cuộc đời thì ai sẽ là người ra cánh tay ra hỗ trợ giúp đỡ chính chúng ta? Lúc này quý vị đang nghĩ trong đầu rằng là gì ạ? À, đương nhiên sẽ là người thân chúng ta này, gia đình chúng ta này, bạn bè của chúng ta, đúng không quý vị? Và tôi cũng như vậy.
Tôi cũng vậy, tôi cũng hiểu rằng khi một ngày nào đó nếu mà không may khó khăn xảy ra đối với tôi sẽ nghĩ đầu tiên tới hai từ gia đình, bạn bè và đương nhiên còn rất nhiều người thân yêu, thân yêu khác. Nhưng tuy nhiên chúng ta cũng phải hiểu rằng nếu mà cuộc sống của chúng ta bình an hạnh phúc hay thậm chí không may gặp phải những rủi ro nhỏ thôi là ốm đau này. Thì chúng ta nghe xong rồi chúng ta có điều gì mà chưa rõ các anh chị để làm rõ hơn những băn khoăn thắc mắc của các bác anh chị, đúng không? Vừa rồi thì chúng ta cũng đang chứng kiến cái lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng ở tại địa phương của chúng ta. Thì đối với anh Quyển này tham gia hợp đồng ở tại Bảo hiểm Thân Thọ Hưng Yên mới được có 3 kỳ đóng phí, mỗi một năm đóng 15 triệu, 3 năm là đóng tổng phí là 45 triệu. Và không may anh gặp phải rủi ro dẫn đến tử vong do bệnh, đúng không? Được Bảo hiểm Nhân Thọ chi trả với số tiền là 500 triệu theo đúng cam kết hợp đồng. Đấy, các bác anh chị thấy là đóng vào số tiền mà đóng vào công ty bảo hiểm thì ít, nhưng mà khi xảy ra rủi ro thì là gì ạ? Được số tiền chi trả nó rất là lớn. Các bác hãy so sánh cái việc mà chúng ta gửi, anh chị hãy thử so sánh là cái việc chúng ta cũng gửi 15 triệu vào ngân hàng với 15 triệu vào Bảo hiểm Nhân Thọ thì chúng ta thấy như thế nào ạ? Nếu chúng ta gửi 15 triệu vào ngân hàng thì khi mà chúng ta giả sử chúng ta gửi trong vòng 1 năm, đúng không? Mỗi một năm 15 triệu, giả sử trong vòng 10 năm thì chúng ta sẽ có 150 triệu. Nhưng giả sử chúng ta mới gửi được 1, 2, 3 năm mà chúng ta xảy ra rủi ro thì chúng ta cũng chỉ có được khoản tiền là gì? 15 triệu với nhân với 3 năm, giả sử 3 năm cũng chỉ được 45 triệu thôi. Còn với lãi phát sinh, đúng chưa? Nhưng mà thì khi gửi vào Bảo hiểm Nhân Thọ thì khác, cũng cái khoản tiền 15 triệu đó. Nếu chúng ta cứ đều đặn gửi mỗi năm 15 triệu thì sau 10 năm chúng ta cũng không phải có số tiền 150 triệu, bởi vì nó sẽ nhiều hơn 150 triệu cộng với lãi, đúng không? Nhưng mà vấn đề khác biệt ở chỗ là gì? Khi chúng ta gửi vào Bảo hiểm Nhân Thọ chỉ được 1-2 năm thôi mà xảy ra rủi ro giống như là anh Tuyển này thì công ty bảo hiểm sẽ chi trả là bao nhiêu? 500 triệu. Đấy, khác biệt giữa ngân hàng là như vậy, với bảo hiểm là như vậy. Ngân hàng mà gửi vào được 2-3 năm thì chỉ được nhận tiền 2-3 năm cộng lãi thôi. Nhưng bảo việc mà mới gửi được vài 3 năm xảy ra rủi ro được số tiền 500 triệu thì các bác anh chị thấy là khác hẳn, mà chỉ có cái điều bảo vệ đó là chỉ có ở Bảo hiểm Nhân Thọ mà thôi.